여러분들도 똑같이 그렇게 살면 돼요. 화가 막 곰성 나요. 우리가 지금 건강하게 살아갑시다. 나 chúng ta hãy cùng nhau sống thật là khỏe mạnh nha. 이제 마지막 곡. 마지막 곡 공가. 계속 앞에서 아니야. 헤어지기 저도 싫어요. Thực ra tôi cũng không muốn chia tay với các bạn đâu. 여러분들 배 안 고파요? Các bạn không thấy đói ạ? 여러분들 집에 가족이 안 기다려요? 화장실 안 다니실 거예요? 그냥 계속 여기 있을 거예요? 저 되게 마음 약한 사람인 거 알고 있죠. 가지마, 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 가지마. 가장 어려운 순간이에요 지금. Bây giờ có lẽ đây là cái khoảnh khắc đó sẽ khó khăn nhất đối với tôi nhé. 일단 우리 이벤트도 있는데 그죠? Tí nữa chúng ta vẫn còn có cái benefit đúng không ạ? 일단 우리는 마지막 곡을 끝내야 합니다 지금. Thế là bây giờ chúng ta phải tiếp tục với bài hát cuối cùng đó ạ. 이따가 대면이 끝난 뒤에 다시 인사하지 않나요? và tí nữa khi mà chúng ta kết thúc chương trình chính sau thì chúng ta sẽ lại gặp nhau tiếp nữa mà. 물론 여기 계신 모든 분들은 thực ra là cũng tình nữa cái sự kiện tiếp theo thì có không phải là có hết tất cả các bạn ở đây. Các bạn đừng nổi giận với tôi nhé. Hôm nay, 좀 깜짝 놀란 게 지난번에 그 RPG 공연을 보다도 그 뭔가 에너지가 넘치는 모습과 그리고 노래까지 다 이렇게 따라 불러주실 정도로 다 숙지를 하고 오셔가지고 정말 놀랐거든요. Thực ra là tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên vì tôi là hiện tại như là trong cái chương trình lần này các bạn đã thể hiện cho tôi là các bạn mang lại một nguồn năng lượng rất là nhiệt, rất là cháy so với lại cả cái chương trình cái concert cái album RPG của tôi lần trước. Và tôi cũng rất là bất ngờ khi mà các bạn có thể hát cùng tôi, có thể thuộc về bài hát và có thể hát được cùng với tôi trong suốt cái chương trình ngày hôm nay. 이번에 아시아 투어 안에서 어쨌든 지금까지 느꼈던 힘 중에 가장 큰 힘을 저는 너무 느꼈습니다. Và ở đây thì tôi cũng thấy là tôi đã nhận được rất là nhiều cái nguồn năng lượng từ các bạn trong số tất cả những cái địa điểm mà tôi đã từng đến ở trong cái giai đoạn tôi chưa thấy là mình. 우리 올해 볼 수 있을지 어쩐지 잘 모르겠지만
곡관하시길래 다시 여러분들